Em thích ai? Gì đấy? Em thích anh á? Thật không? Em nói lại anh nghe coi nào. Em thích ai? Nếu em không phiền thì làm người yêu anh nhé. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha anh em ơi. Lên trên này coi nào. Ui, vãi trưởng của mình luôn. À đủ, gì vậy? Gì vậy? Thanh niên, làm gì vậy hả? Ok luôn, xong luôn mạng đầu tiên. Phải nói là hết sức đơn giản phải không anh em ơi? Ok. Và đây anh em ơi, lấy luôn cây format cái anh em nhở. Ok luôn. Và chúng ta có được combo súng đó là một cây M4A1, một cây format luôn nha anh em ơi. Combo hai súng trường luôn. Đấy, đơn giản là hiện tại thì kẹo không có súng tiểu liên, nên là đành phải chơi là combo hai súng trường như vậy. Qua đây thử coi nào, xem là còn có ai không nhỉ. Hello, các bạn lại trốn đâu hết cả rồi cơ. Rồi ok, thì kẹo lượn lờ qua phía này coi nào mọi người. Ten ten, chúng ta có thêm bông keo nhá, cũng như là có thêm cả ống ngắm nhiệt nữa. Khá là ngon anh em. Ui, mình câu quả liệu choáng ngáo vãi ra. Hình như là phía trên không có ai đâu. Check mìn không có thì khả năng là không có người rồi. Lên luôn nào các bạn ơi. Lên trên lút đồ luôn chứ còn là sao, phải ngại gì nữa hả anh em. Ok, ống ngắm nhiệt thì kẹo vừa trang bị vào cây Famat, cũng như là ống ngắm HX thì kẹo vứt luôn anh em ơi. Đơn giản là kẹo không có xài nên là vứt luôn đi cho nó rộng ba lô đó mà. Với cái bộ trang phục quá là quen thuộc rồi phải không anh em ơi. Bộ trang phục đạo trích tím nè. Let's go. Ui, bắn thương dầu cái nhở. À ngoài này có một hầm sắt này mọi người ơi. Kiểm tra coi nào. Ui, rất là nhiều máu luôn anh em ơi. Gặp phải thanh niên super máu rồi nha em ơi. Phải nói là ngon lành cành đào luôn này. Ui, kẹo có tận 12 túi máu luôn. Dã man phải không anh em. Vãi, đang chơi game gái gọi hả anh em. Úi dồi, chuồng réo gì réo kinh thế. Thôi nghe mấy cái cho xong anh em. Gì đấy Linh, anh đang chơi game làm clip mà sao gọi vậy em. Úi dồi ôi, chơi rất tôm một suốt. Anh đang buồn chán quá đây. Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua ôi, vì có em ở đây rồi. Tựa vào vai em đi, anh sẽ thấy bình yên. Có cho anh tựa thật không đấy? Đừng bao giờ cảm thấy anh lẻ loi trước thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có Uầy, em. Ui, vai, nay lại thành anh hay là gì nữa đây em? Bây giờ anh có rảnh không? Thế làm sao nói anh nghe, nãy giờ mà anh không rảnh mà anh lại ngồi nghe em hát thế á? Em có điều muốn nói. Thế em cứ nói đi, anh ngồi nghe em nói này. Nhanh, anh đang dở trận game. Em thích ai? Gì đấy? Em thích anh á? Thật không? Em nói lại anh nghe coi nào. Em thích ai? Nếu em không phiền thì làm người yêu anh nhé. Anh đã đợi lâu rồi ngày em nói tiếng yêu. I love you. Thôi lát anh gọi lại cho nha. Anh đang làm clip dở để đăng YouTube cho các bạn ấy. Thế là giải quyết xong cái của nợ anh em ấy. Khổ lắm cơ, đang chơi game cứ gọi. Nói thật với anh em luôn, cái kiểu mình đang tập trung chơi game mà gái gọi cái tự nhiên phân tâm hẳn. Thề luôn. Giờ là kiểu cảm giác là trong người bủn rủn luôn anh em ấy. Thế này làm sao mà chơi game lấy top 1 được. Ây, cơ bản là con bé cũng xinh gái, thế nên là người ta đã mất công tỏ tình rồi thì đang buồn đang chán ai tán yêu luôn anh em ạ. Sống thế cho nó dễ sống anh em ơi, cuộc sống sao phải nghĩ nhiều làm gì nhỉ. Đấy, tự nhiên có gấu xinh. Uầy, phê quá anh em nhở. Tết này có gấu like đi chơi Tết rồi. Ok ok, mình ăn cái nâng giáp cái anh em ơi. Không biết là anh em có gấu cả chưa nhở. Ơ xem clip này của kẹo đừng có mà gato nhá. Anh em nào chưa có gấu thì nhanh chóng đi kiếm gấu đi. Uầy, sắp Tết đến nơi rồi. Đấy, Tết chở gấu đi chơi này, Tết cùng gấu đón giao thừa này, thề luôn. Phê vãi chửi anh em ạ. Thế nhá, tình hình là trong ván đấu này chỉ còn lại 11 người chơi nữa mà thôi này. Let's go, chúng ta hãy cùng lận lờ và xem như nào kiếm thêm kill thôi nha mọi người. Khu này hiện tại thì kẹo thấy là đang rất là vắng này. Thế này thì đào đâu ra người hả anh em. Đâm ra là kiếm mạng nó cũng khó khăn nữa cơ. Uầy, thôi thì chúng ta qua xưởng cơ khí một xíu nha. Xem lút đồ có đồ gì ngon thì lượm luôn. Quyết định thế nha anh em ơi. Qua phía này luôn nào mọi người này. Đấy, mình thấy là trang bị gì mà sáng lấp lánh như này. Nói đùa chơi anh em, hiện tại thì kẹo đã có được rất là nhiều những cái trang bị ngon rồi. Ở đây chúng ta đã có là mũ ba này, giáp chống nổ này, với lại thì ba lô ba nữa. Rồi nha anh em, con xem quân đội này thì kẹo sẽ không có sai đâu nha anh em ơi. Với lại thì
hạn chế đi xe để sống dai hơn. Đơn giản là mỗi khi mà anh em đi xe, nó sẽ lộ vị trí ở trên bản đồ đó mà. Uầy, vãi, ở dưới có người anh em ơi, xuống vả luôn cho nó nhỉ, sao phải ngại. Hello, hello, à, ở dưới kia, anh lại phải sợ chú quá cơ, ok, ok. Xem như nào các chú chuẩn bị lên thớt với anh nha. Đây anh em cứ bình tĩnh, đấy, không việc gì phải nóng vội cả. Nào, nó đâu rồi vậy hả? Ơ, đây à, đây à, vãi thanh niên. Thằng bé ngồi ngay sau bông keo lút đồ, kiểu như là lút đồ theo phong cách bất cần đời luôn anh em ấy. Kiểu như là đồ đang ngon thằng nào đến kệ luôn anh em. Úi dồi ôi, thế nên là bạn xanh mộ là đúng rồi nha. Vâng, và chúng ta hình như là thừa một kèo ngắm 1x thì phải. Ok ok, mình lấy lại cây MP40 cái đã. Rồi nha, một cái combo súng rất là ổn luôn. Chúng ta có SCA và MP40 luôn anh em ấy. Combo súng tủ của kẹo luôn. À, anh em đợi kẹo tí nhá. Trang bị thêm mấy cái trang bị súng vào đã này. Đấy, nãy mình hơi ngáo đâm ra nên là rút đồ hơi lâu tí anh em. Rồi ok nha, ok nha. Đơn giản là chưa rồi nhưng mà vẫn chưa được ăn chưa. À, ăn sáng mình còn chưa ăn nữa cơ. Không biết là anh em ăn trưa chưa nhở? Các bạn comment ngay bên dưới video nhá. Vâng và ok, bo đang thu lại rồi. Chúng ta sẽ phải chạy vào bo trước cái đã này. À quên mất nhở, lát rủ con bé con Link Candy. Đúng rồi, lát rủ nó đi ăn luôn. Ui, vãi này. Làm sao, xuống xe nhanh. Yes, ok. Ngon lành nhở, thanh niên này chơi game kiểu ngáo vãi. Ui, gặp ngay Super Bông Keo rồi anh em ơi. Nhiều bông keo vãi cả trưởng ra, ok, tranh thủ lượm hết luôn chứ còn là ngại gì nữa hả. Ui, rất là ngon anh em ơi. Mình có tận 17 trái bông keo. Ui, thế này thì không top 1 hơi phí anh em. Bom keo nó là một cái trang bị vô cùng là cần thiết nếu như mà anh em muốn lấy top 1 dễ dàng nha. Ok ok, 17 trái bông keo. Ui, thế này thì kẻ địch nó phải phát khóc với kẹo luôn nha anh em ơi. Nhờ bom keo thế này ai chơi nổi kẹo nhở. Rồi ok ok nha. Sky hiện tại thì kẹo đang trang bị giảm thanh đấy. Để bắn thì nó đỡ lộ vị trí, anh em sẽ có khả năng sống dai và lấy top 1 dễ dàng hơn. Vâng, lúc này thì cơ hội chiến thắng của kẹo đã lên đến đó là 20% rồi. Xem như nào kiếm người và kiếm thêm kill thôi. Trận này có lẽ là hơi bị ít kill rồi. Đơn giản là đến tận bây giờ mình mới có 3 kill này. Vãi, đứa nào trên đấy? Cái gì đấy, từ từ. Làm gì mà căng thẳng với nhau vậy? Từ từ thôi nha bạn ơi, mình đang ở dưới nè. Làm sao? Đâu rồi? Bây giờ bạn muốn làm sao cơ? Bạn muốn thế nào cơ? À đủ. Anh em ơi, chúng ta là phải thật sự bình tĩnh nhá. Hello, đứa nào trên vậy? Ơ, nó cứ cắn trộm mình thôi anh em ơi. Mất dạy vậy. Thằng bé, nó cứ cắn trộm thôi. Cay cú với nó vãi trưởng ra này. Thế là bây giờ chú đang ở đâu? Mình nghĩ là sau cái phía tảng đá kia mà không chắc nữa cơ. Cái này cũng hên xui lắm. Đấy đấy, ở ngay cái góc chéo kia anh em nhìn thấy là ở trong UV vị trí của nó chưa nhở? Ngay đó thôi, nên là chú chuẩn bị liệu hồn với anh nha. Tình hình là bo đang thu lại rồi và nó sẽ sớm phải di chuyển thôi anh em ơi. Mình có nên ngồi đây canh nó không hay là chạy vào bo trước đi anh em ơi? Mình có đang ngoài bo mà. Thôi đợi thêm xíu nha anh em. Làm sao bây giờ, chú có chạy vào bo hay không này? Hello, quay qua đây ngó coi nào anh em ơi. Chưa thấy. Thôi anh em ơi, chủ động chạy vào bo trước anh em ơi. Thế cho nó an toàn. Vãi thật. À kia, mày chạy đây à? Thôi xong, bây giờ là anh cho chú lên bảng điểm số nhá. Đâu rồi em ơi? Ui, nó vẫn chưa chạy vào trong bo anh em ơi. Bo pha này thu hơi căng nên là thôi anh em ơi, vào bo trước cho nó an toàn. Dại gì mà chạy xe ra ngoài, tí nữa bo thu lại chết dở. Đấy. Hello, à đi rồi nó này. Thôi xong, chú chết với anh nha. Ui dồi ôi, chạy đâu hả em ơi? Ờ, đã bị hạ. Vãi lùa anh em ơi, đã bị hạ rồi. Vậy là không ăn được kill này rồi. Ok, 4 kill. Vâng, thằng cuối đâu? Nhanh nổ anh cái địa chỉ này. Cho thằng cuối lên bảng điểm số sớm luôn anh em ơi. Hello, thanh niên cuối cùng bạn đang ở đâu rồi? Qua đây hello mình cái nào. Ui, mất công mình hello bạn, bạn lại không thèm hello mình. Chảnh chó thế nhở. À vãi, ở ngay trên cơ. Ui, tí nữa thì đai anh em ơi. Cơ bản là dựng bom keo dính vào xe thì nó không hiện mà. Ui, ok ok, căng dã man, pha này hơi căng. Cũng may là kẹo chuẩn bị nhiều bông keo với lại chuẩn bị nhiều túi máu nha. Lo gì, lên nào. Ui, lựu đạn cơ. Anh nhiều bông keo lắm em ơi. Làm sao, đứng đấy mà canh anh này. Đứng đấy mà canh này. Tính chạy đâu hả em? Úi dồi ôi, làm sao, nhiều bông keo để làm gì. Mày chạy này, thích chạy không em?
ăn lựu đạn no nha em ơi, 10 trái lựu rồi này. Ui dồi ôi, thế này, chú xanh mộ với anh nhá. Hình như là nó chạy xuống phía dưới rồi phải không anh em? Ui, thằng bé lại nhanh tay nhanh chân quá cơ. Ok ok, đứng tạm trên này làm gì mà căng. Hello, đâu rồi em ơi? À đây à, ăn no lựu nha em. Ui, cái gì đấy? Ui, cái gì đấy này? Xong rồi anh em, yes, tớ một rồi. Ui dồi ôi, thôi rủ Linh Candy đi ăn phát nhở. Bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhá.